Rồi Điện thoại Ngọc Sương mến chào tất cả anh chị cô chú. Chiều hôm nay là mùng 5 Tết nha anh chị. Thì bên em cũng có ra một cái video ngắn để giới thiệu cho anh chị một số cái mã máy thanh lý ha. Như là Oppo, Realme, Samsung, Vivo nha anh chị. Giá hôm nay thì tầm khoảng 1 triệu là thấp nhất này, và cao nhất là 3 triệu chẵn nha anh chị. Không, cao nhất là 3 triệu tư ha. Thì mình xem được con nào cảm thấy hài lòng ok thì mình cứ chốt qua số điện thoại em có ghim sẵn trên màn hình này, 0879182796 nha anh chị. Số Zalo cũng là số này luôn, bên em bán duy nhất một số điện thoại này thôi ha. Và địa chỉ bên em là số 30 Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên nha anh chị. Thì cỡ từ ngày hôm nay là bên em sẽ ship post toàn quốc ha, tầm khoảng 3 đến 4 ngày thì anh chị sẽ nhận hàng nha anh chị. Và lưu ý giúp em là bên em bán hàng là có cọc nha anh chị ơi. Khách mới là mình cọc trước cho em 50 ngàn ha, 50 trăm ngàn gì đó. Nói chung thì cái lòng tin, cái để tránh cái sự mà bơm hàng rủi ro gì đầu năm đó ha, cho nên là bên em có cọc, còn khách cũ thì mình không cần phải cọc đâu nha anh chị. Một điều nữa là khi shipper giao hàng cho mình ấy, thì anh chị nên nhớ phải kiểm tra hàng, mở hộp ra ha, kiểm tra đúng hàng đúng mẫu đúng như những gì bên shop quảng cáo thì mình nhận hàng. Còn ngoài ra mà nếu mà mình cảm thấy hàng không ưng, không giống như những gì bên shop quảng cáo thì mình có quyền từ chối nhận hàng nha anh chị. Chứ đừng để mà nhận hàng vô rồi không kiểm tra gì đó thì mình tháo ra bên trong, lỡ đâu mà có sự tráo đổi gì trong đó thì bên em sẽ không giải quyết được cái vấn đề đó ha. Mình phải kiểm tra nha anh chị, đây là cái quyền lợi cũng như là trách nhiệm của mỗi người mua hàng ha. Rồi con đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú là một con dòng máy Oppo nha anh chị. Mã số 1 thì em sẽ thanh lý cho anh chị là máy Oppo A1K ha, màu đen nè. Con này thì màn hình của nó nhỏ gọn nha anh chị. Đó, mua về xài làm máy phụ bỏ túi rất là ok luôn, màu đen ha. Bản 32GB nha anh chị ơi, 32GB, màn hình 6.1 inch nè. Con này thì dòng pin của nó là 4000 mAh. 4000 mAh nha anh chị. Pin thì cũng khá là trâu rồi ha. Đó, xài được hai SIM hỗ trợ mạng 4G. Rồi mã số 1 giá bán 1 triệu chẵn này nha anh chị. Có tặng kèm sạc ốp lưng và dán cương lực ha. Em quên nữa ha, hôm nay thì em sẽ free ship cho anh chị nhà mình luôn nha. Đó, kiểm tra hàng thì mình chỉ trả cái đúng cái số tiền hàng của cái máy thôi, còn phí ship là bên em sẽ thanh toán nha anh chị. Em sẽ bao ship đến hết mùng 10 nha. Từ mùng 10 trở lên thì phí ship là khách hàng phải trả nha anh chị. Rồi chốt lại con mã số 1 là Oppo A1K giá 1 triệu chẵn nè. Rồi tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là dòng máy Redmi 8A màu đỏ nha anh chị, màu đỏ cam, ở dưới màu cam, ở trên màu đỏ này. Đó, hình thức cũng còn khá là mới luôn. Bản 32GB ạ. 32GB nha anh chị ơi. Con này thì được cái là pin của nó trâu nha. Pin tới 5000 mAh và nó có hỗ trợ sạc nhanh này nha anh chị. Đó, sạc nhanh này, đó hỗ trợ sạc nhanh ha. Pin thì 5000 mAh, xài hai SIM. Đó, bản 32GB. Mã số 2 giá 1 triệu luôn nè. Thanh lý giá rất là đẹp luôn nha anh chị. Giá chỉ có 1 triệu thôi, mua về xài làm máy phụ, máy chính gì cũng ok luôn ha. Mã số 2 1 triệu. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là Redmi 9A. Màu xanh xám này, màu xanh xám. Con này thì màn hình của nó lớn nha. 6.5 inch. Đây, Redmi 9A, bản 32GB. Pin con này thì 5000 mAh nha anh chị ơi, 5000 mAh. Giá bán con này là 1 triệu mốt rồi nha anh chị, mã số 3. Mã số 3 nha, bên em bán giá là 1 triệu mốt. Đó, có sạc ốp lưng và dán cương lực nha anh chị. Mình nhắm mà con nào mà cảm thấy được ok, mình muốn xem kỹ video ấy, thì mình cứ nhắn tin qua Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho em ha. Để em gửi cái video test máy kỹ cho anh chị xem luôn. Còn hiện tại bây giờ thì em chỉ nói sơ qua thôi nha anh chị, cấu hình và cũng như cái giá tiền của mỗi con thôi ha. Rồi tiếp tục qua mã số 4. Mã số 4 là dòng máy Oppo A5s bản màu xanh dương nha anh chị, màu xanh dương. Con này RAM 3, bộ nhớ 32GB này. Màn hình LCD 6.2 inch. Đó. Pin thì 4230 mAh nha. Có vân tay luôn, con này em để là giá bán là 1 triệu 2 nè. Oppo A5s nha anh chị, màu xanh dương. Em còn một con thôi ha, giá chỉ có 1 triệu 2. Xài hai SIM nha anh chị, hai SIM, hỗ trợ mạng 4G nè. Đó, Oppo A5s bản màu xanh dương ha, mã số 4 là 1 triệu 2 ạ. Đầy đủ phụ kiện luôn. Rồi tiếp tục là mã số 5. Mã số 5 là em còn hai con dòng máy Samsung A02. Màu xanh lá và màu đen nha anh chị. Xanh lá và đen. Con này cầm cái máy lên cũng rất là nặng nha anh chị, rất là nặng luôn.
bản RAM 3 bộ nhớ là 32GB này. Màn hình lớn nha anh chị, lớn 6.5 inch. Con này thì cũng thuộc dạng pin khỏe nha anh chị, thuộc dạng pin trâu khỏe ha. 5000mAh. Đó, Galaxy A02 ha. Con này giá bán là 1 triệu 3 nha anh chị, 1 triệu 3. Có sạc ốp lưng và dán cương lực này. Mã số 5 là 1 triệu 3 ạ. Rồi tiếp tục qua mã số 6 nè. Mã số 6 là dòng máy Oppo F7. Oppo F7 là màu đỏ nha anh chị, màu đỏ caro ha, đỏ caro. Con này màn hình kiểu dáng là màn hình tai thỏ nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ 64GB nè. Đây, Oppo F7, RAM 4 bộ nhớ 64GB. Con này nó chạy chip Helio là B60 nha anh chị, B60. Có vân tay luôn ha, mã số 6, 1 triệu 3 nha anh chị, 1 triệu 3. Cũng tặng sạc ốp lưng dán cương lực nha anh chị. Free ship tất cả mọi đơn hàng này em sẽ free ship cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp tục qua mã số 7. Mã số 7 là dòng máy Samsung A11 này, màu trắng nha anh chị, màu trắng tinh luôn ha, rất là bóng bẩy luôn nè. Con này thì màn hình của nó 6.4 inch nha anh chị, màn hình LCD. Đó, kiểu dáng màn hình nốt ruồi nha anh chị, Galaxy A11. Phiên bản Android là 11 chấm này, RAM 3 bộ nhớ 32GB ha. Thì con này pin của nó là 4000mAh nha anh chị, có hỗ trợ sạc nhanh nè, có vân tay đầy đủ ha, 3 camera và một đèn flash. Đó, Samsung A11 nha anh chị, máy đẹp cực kỳ luôn, giá bán 1 triệu 4, đầy đủ phụ kiện nha anh chị. Rồi em sẽ test cái phần cam nữa ha. Đó, mọi chức năng là ok hết nha anh chị, không lỗi làm gì, xài 2 sim ạ. Xài 2 sim ha, mã số 7 là 1 triệu 4. Rồi tiếp tục qua mã số 8. Mã số 8 là Oppo F9. Oppo F9 em còn có màu xanh đen và màu đỏ đô nữa nha anh chị. Mà đỏ đô thì hiện tại hết pin cho nên là em sẽ không giới thiệu được ha. Em giới thiệu trước con này cho anh chị này, màu xanh đen. Tầm trên 90% nha anh chị. Đó, màn hình LCD 6.2 inch. Oppo F9 này. RAM 4 bộ nhớ 64GB. Con này nó cùng sở hữu chip là chip Helio B60 nha anh chị. Mấy cái dòng này mua về xài chơi game được nha. Lương Vương FIFA gì cũng ok nha anh chị. Giá bán chỉ có 1 triệu 4 thôi. Oppo F9 ha. Còn một con màu xanh đen này, giá 1 triệu 4. Có đầy đủ phụ kiện ạ. Rồi tiếp theo mã số số 9. Số 9 là dòng máy Huawei Nova 3i màu đen nè. Đó, con này tầm khoảng 90-92% nha anh chị. Huawei Nova 3i, màn hình kiểu dáng màn hình là tai thỏ nha. RAM 4 bộ nhớ là 128GB nè. Đó, RAM và bộ nhớ thì cũng tương đối cao nha anh chị. Giá thì bèo nhèo thôi ha, chỉ có 1 triệu 4 thôi. Đó, RAM 4 bộ nhớ 128GB. Nó sở hữu chip Kirin là 710 nha anh chị, xài được 2 sim. Giá chỉ có 1 triệu 4 thôi. Có sạc ốp lưng và dán cương lực này. Đó, thanh lý giá hôm nay rất là rẻ luôn nha anh chị, chỉ có 1 triệu 4 thôi. Mã số 9, 1 triệu 4 nè. Rồi tiếp tục mã số số 10. Số 10 là dòng máy Redmi 9 nè. Đây là Redmi 9 bản màu xanh lá nha anh chị, em còn một con duy nhất thôi. Màn hình lớn 6.5 inch. Và con này là RAM 4 nha anh chị, cấu hình RAM 4 bộ nhớ 64GB. Pin 5020mAh ha. Đó, con này nó chạy chip Helio là G80 nha anh chị, G80. Màn hình lớn, pin trâu. Hỗ trợ sạc nhanh ha, có vân tay đầy đủ này. Mã số 10 giá 1 triệu 6 nha anh chị, 1 triệu 6. Có sạc ốp dán cương lực đầy đủ này. Rồi em sẽ test cái phần cam nha. Đó, cam bọng gì cũng ok hết nha anh chị, xài được 2 sim ạ. Redmi 9 mã số 10, 1 triệu 6 này. Rồi tiếp theo mã số 11. Mã số 11 là dòng máy Vivo Y20 này. Đây là Vivo Y20, em còn hai màu nha anh chị, một là màu trắng và hai là màu xanh dương ha. Trắng và xanh dương nha anh chị, hình thức tầm khoảng trên 95%, đẹp keng luôn ha, không trầy xước nhiều nha anh chị. Vân tay nó nằm ở bên hông này, đó kiểu dáng rất là đẹp luôn. RAM 4 nha anh chị, RAM 4 bộ nhớ 64GB. Con này thì nó sản xuất đời 2021 nha anh chị. Đó, Vivo Y20 ha. Pin 5000mAh. Rồi mình sẽ vô phần giới thiệu nè.
Rồi, ok đi ha. Vivo 2027 hay còn gọi là Vivo Y20 á, RAM 4 bộ nhớ số 4GB. Pin 5000, giá bán 1,6 triệu mỗi con này. Máy rất là đẹp luôn nha anh chị, đẹp keng luôn, giá chỉ có 1,6 triệu đầy đủ phụ kiện này. Rồi tiếp theo mã số 12 ha. 12 là dòng máy Oppo A92 màu xanh nhạt ạ. Màu xanh nhạt nha anh chị ơi, con này tầm khoảng 97-98% luôn nè. Đó, không trầy xước gì hết ha, mới cửa keo cái mặt sau ra nha anh chị. Nên còn khá là mới luôn. À, con này màn hình 6.5 inch. RAM 8 bộ nhớ 128GB và đặc biệt nó sở hữu chip là chip Snapdragon 665 nha anh chị, 665. Em đổi lại giá bán cho anh chị mình là 2,4 triệu đi ha. Còn một con thôi. Giá chỉ có 2,4 triệu này. Oppo A92 nha anh chị. Oppo A92. Mã số 12 là 2,4 triệu nha. Rồi tiếp tục qua mã số 13. Mã số 13 là dòng máy Oppo A74. Em còn bản màu này là màu xanh xám nha anh chị, màu xanh xám. Đó, máy len keng xà beng luôn nha. À, con này nó sở hữu cái màn hình Super AMOLED nha anh chị, Super AMOLED 6.5 inch này. Oppo A74. RAM 8 bộ nhớ 128GB. Nó chạy chip Snapdragon 662 nha anh chị, 662. Đó, cam bọng gì ok hết ha. Cái vân tay của nó hiển thị dưới màn hình nha anh chị. Full vân tay ha. Giá bán là 3 triệu chẵn nè. Oppo A74 nha anh chị, màn sáng đẹp không ám ố phản vang gì hết ha. Tầm khoảng 98% á, giá 3 triệu chẵn. Mã số 13 là 3 triệu ạ, đầy đủ phụ kiện này. Rồi tiếp theo là mã số 14. Mã số 14 là dòng máy Vivo, đây là Vivo Y31 nha anh chị ơi, Y31. À không, em xin lỗi ạ, đây là Vivo Y51 nha anh chị, màu xanh tím ha, khúc dưới màu xanh này, ở trên màu tím này nha anh chị. Con này tầm khoảng 95% trở lên này. Đây, tên thiết bị là Vivo Y51. RAM 8 bộ nhớ 128GB. Nó chạy phiên bản Android 13 chấm nha anh chị, 13 chấm là mới nhất rồi ha. Đó, chip Snapdragon 662, pin thì 5000mAh. Con này nó vẫn hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị, vẫn hỗ trợ sạc nhanh. Giá bán là 2,4 triệu này. Vivo Y51 nha anh chị ơi, rất là đẹp luôn, giá 2,4 triệu, đầy đủ phụ kiện. Rồi tiếp theo là Redmi 10A nè. Redmi 10A là mã số 15 mà nha anh chị, mã số 15. Màu đen ha. Con này màn hình 6.5 inch. Đây, giới thiệu về điện thoại Redmi 10A, RAM 6 nha anh chị, con này bản RAM 6 bộ nhớ 128GB. Pin 5000mAh ha. Con này đó là giá bán cho anh chị mình là 1,8 triệu này. Redmi 10A nha anh chị, RAM 6 bộ nhớ 128GB, giá 1,8 triệu. Đó, có sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ nè. Rồi tiếp theo qua mã số 16. Mã số 16 là dòng máy Samsung A03s nha anh chị, màu đen. Con này nó có vân tay ha, đó vân tay ở bên hông. Màn hình LCD 6.5 inch. RAM 4 nha anh chị, con này RAM 4 bộ nhớ là số 4GB. Đây ha, Galaxy A03s. Phiên bản Android là 13 chấm nha anh chị, pin thì 5000mAh, con này sản xuất đời 2021 nha. Đó, hỗ trợ sạc nhanh nè. Máy đẹp nha anh chị, giá bán con này là 1,650 đi nha anh chị. 1,650. Sạc ốp lưng dán cương lực đầy đủ nè. Mã số 16 là 1650. Rồi tiếp theo mã số 17. Mã số 17 là dòng máy Samsung A42 5G ạ. Con này nó có màu xám nha anh chị, vỏ có nhăm chày theo thời gian này. Đó, anh chị có thấy rõ mà. Vỏ xấu nha anh chị, em báo trước vỏ xấu ha, mặt trước thì còn ok nha anh chị. Màn hình con này là màn hình Super AMOLED nha. Màn hình 6.7 inch này. Đó, 6.7 inch nha anh chị. Đó, màn của nó có hơi già ám nhẹ ha. Galaxy A42 con này có hỗ trợ mạng 5G này, phiên bản Android 12 chấm. Đó. Xài mấy cái này rất là bền nha anh chị, lo bọng gì ok hết ha, cam gì rất là nét luôn. Em đỡ là giá bán cho anh chị là 2,3 triệu nè. Đó, Samsung A42 5G nha anh chị, màn lớn ha, 4 camera và một đèn flash nè. Vân tay hiển thị dưới màn hình nha anh chị, giá chỉ có 2,3 triệu thôi. Nó sở hữu chip Snapdragon là 750 nha anh chị, 750G, mua về xài chơi game thoải mái nha. Đó, ngon lành cành đào luôn, giá chỉ có 2,3 triệu thôi.
cũng có đầy đủ phụ kiện ạ. Con nào bao gồm phụ kiện những cái gì em cũng nói cụ thể cho anh chị mình rõ luôn nha. Rồi tiếp tục qua mã số 18 nè. 18 là dòng máy Oppo A16. Màu đen nha anh chị ơi, màu đen. À, con này màn hình của nó 6.5 inch. Oppo A16. RAM 4 bộ nhớ 64 GB ạ. Đó. Pin thì 5000 mAh ha. Pin trâu, màn hình lớn, vân tay ok nè. 3 camera và một đèn flash nha, giá 1.9 triệu nè. Oppo A16 nha anh chị, bên em thanh lý còn có 1.9 triệu thôi. Đó, sạc ốp lưng dán cương lực đầy đủ nè. Free ship luôn nha anh chị ơi, giá chỉ có 1.9 triệu. Oppo A16 mã số 18 là 1.9 triệu ạ. Rồi tiếp theo mã số 19. Mã số 19 là dòng máy Oppo A31. Này màu xanh nhạt nha anh chị, màu xanh nhạt. Tầm 95% ha. Con này màn hình của nó cũng khá to nha anh chị, 6.5 inch nè. Oppo A31. À, RAM 4 bộ nhớ là 128 GB nha anh chị ơi. Đó, RAM 4 bộ nhớ 128 GB. À, pin thì 4230 mAh ha. Pin như thế này thì cũng khá là trâu rồi nha anh chị. Đó, khá là trâu rồi. Xài 2 SIM hỗ trợ mạng 4G ha. Con này đó là giá bán là 1.8 triệu. Oppo A31 nha anh chị, máy đẹp, 95%, giá 1.8 triệu, đầy đủ phụ kiện này. Rồi tiếp theo và mã số 20. Mã 20 là dòng máy Vivo Y11 nha anh chị, màu xanh ngọc này. Đó, cái màu này em bán rất là chị hàng nha anh chị, rất là dễ thương luôn ha. Đó, mấy bạn nữ mua về xài làm máy phụ, máy chính gì cũng ok ha. Con này thì cái mặt sau của nó còn dán cái miếng nano nha anh chị, cái miếng chống trầy nè. Gỡ ra thì nó sẽ mới keng luôn ha. À, màn hình của nó là 6.2 inch nha anh chị. Đó. Vivo Y11 ha, hay còn gọi là Vivo 1906 này. RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Pin thì 5000 mAh ha. Pin trâu. Giá thanh lý cho anh chị 1.3 triệu ha. Vivo Y11 nha anh chị ơi, Vivo Y11 bên em bán giá là 1.3 triệu. Màu xanh ngọc nha anh chị, gỡ keo ra thì mới kẽn luôn ha. Đó, con này cũng có sạc ốp lưng và dán cương lực này. Rồi tiếp tục qua mã số 21. À, mã số 21 là dòng máy Oppo K3 nha anh chị. Oppo K3 bản màu xanh đen ha. Vỏ có nhâm chày theo năm tháng nha anh chị, có xước kiểu như là xước lông mèo á. Mặt trước thì còn ok nè. Màn hình con này là màn hình AMOLED nha anh chị, Super AMOLED nè, 6.5 inch. Đây ha, Oppo K3. Bản RAM 6 bộ nhớ là 64 GB nha anh chị. Đó. Con này là sở hữu chip Snapdragon là 710 nha, 710 nha anh chị ơi, và nó cái cam trước của nó là dạng camera thụt thò nha anh chị. Rồi em sẽ test cái phần cam này ha. Đây là cam sau nè, cam sau thì ok. Còn cam trước của nó là dạng thụt thò lên nè nha anh chị ơi. Đó. Cam trước của nó là cam lồi lên này, đó, rất là đặc biệt luôn ha. Không đụng hàng nha anh chị. Rồi con này em đổi là giá bán cho anh chị mình là 1.7 triệu thôi ha. Oppo K3 nha anh chị, full chức năng, hỗ trợ sạc nhanh ha. Pin con này thì tầm khoảng 4500 mAh nha anh chị. Giá chỉ có 1.7 triệu thôi. Có sạc ốp lưng và dán cương lực nè. Rồi tiếp theo mã số 22. Mã 22 là dòng máy Samsung A12. Em còn bản màu xanh lá nè. Đó, màu xanh lá rất là đẹp luôn nha anh chị. Con này thì bản RAM 6 luôn nha. RAM 6 bộ nhớ 128 GB. Màn hình LCD ha, 6.5 inch nè. Galaxy A12. À, phiên bản Android 12 chấm nha anh chị. Pin thì 5000 mAh. Em đỡ lại giá bán cho anh chị là 2.1 triệu nha. RAM 6 bộ nhớ 128 GB, xài 2 SIM, 4 camera và một đèn flash ha. Vân tay nằm ở bên hông nha anh chị. Đó, chu sạc lớn Type-C ha. Giá 2.1 triệu, đầy đủ phụ kiện nè. Rồi tiếp theo qua mã số 23. Mã 23 ha, 23 là dòng máy Oppo A15. Màu này là màu xanh đen ha, màu xanh đen. Con này tầm khoảng 93 94 gì đó nha anh chị. Đó, màn của nó cũng khá là lớn, 6.5 inch này. Oppo A15, RAM 3 bộ nhớ 32 GB, pin thì 4230 mAh. Em đỡ là giá bán 1.5 triệu ạ. Oppo A15 nha anh chị, Oppo A15 full chức năng hết ha. Mã số 23 là 1.5 triệu nè. Rồi tiếp tục mã số 24.
Mã 24 là dòng máy Wismart Activa nha anh chị, màu xanh lá, vỏ 6 ha, vỏ 6 nhâm chày nha anh chị. Đó. Vỏ 6 nhâm chày mà kính trước thì còn đẹp ha, không có bị trầy xước gì hết nè. Con này thì bản RAM 6, bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Wismart Activa ha. À, phiên bản Android là 10 chấm này, RAM 6, bộ nhớ 64GB. Con này dòng pin của nó là 4.500mAh nha anh chị. À, con này nó sở hữu chip là chip Helio B60 nha anh chị, mua về xài chơi game cũng ok ha. Có hỗ trợ sạc nhanh nè. Con này thì em thanh lý lại cho anh chị với giá 1.3 triệu thôi nha anh chị, 1.3 triệu. Có tặng một cái miếng dán thân lực và bộ sạc nha anh chị. Con này thì em hết ốp lưng rồi ha, hết ốp lưng cho nên là em sẽ không tặng ốp lưng nha anh chị, chỉ có sạc và cái miếng dán thân lực thôi. Giá bán 1.3 triệu nha, mua về xài trải nghiệm chơi game nha anh chị. Màn hình của nó là màn hình Super AMOLED này đó, giá chỉ có 1.3 triệu thôi. Mã số rồi, tiếp theo mã số 26. Mã số 26 là dòng máy Oppo Reno 2F. Màu này là màu trắng nha anh chị, mà trắng mà nó hơi ngã về xanh á, trắng kiểu như là trắng xanh đó nha anh chị. Đó, trắng xanh. Màn hình Super AMOLED luôn ha, 6.5 inch. Đây, Oppo Reno 2F. RAM 8, bộ nhớ 128GB nha anh chị. Con này thì nó chạy chip Snapdragon là 710 nha, 710. Cam con này rất là nét ha. Đó, rất là nét luôn nha anh chị, zoom lên rất là nét luôn. Cam trước của nó cũng là cam thụt thò nha anh chị. Đó, cam của nó đẩy lên nè, đặc biệt ha. Rồi con này đó là giá bán cho anh chị mình làm, để em xem thử sao ha. Con này đó là giá bán 2.5 triệu đi nha anh chị. Oppo Reno 2F này, RAM 8, bộ nhớ 128GB, pin thì 5000, pin thì 4.500mAh ha. Giá chỉ có 2.5 triệu thôi, mã số 26 là 2.5 triệu nè. Rồi tiếp tục mã số 27. Mã số 27 là dòng máy Oppo Reno 6Z5G, bản màu xanh nhạt này. Đó, máy đẹp lung linh nha anh chị, không trầy xước nhiều nè, không trầy xước gì hết ha. Con này tầm khoảng 97-98% nha anh chị. RAM 8, bộ nhớ là 128GB này. Màn hình Super AMOLED nha, 6.43 inch. Nó sở hữu chip Dimensity là 800U loại 8 nha anh chị. Đó. Pin 4.310mAh ha. Giá bán là 3.3 triệu, con này em thanh lý còn 3.3 triệu thôi. Oppo Reno 6Z5G nha anh chị, 3.3 triệu màu xanh nhạt ha. Mã số 27 là 3.3 triệu nè. Rồi tiếp tục mã số 28. 28 là Oppo A7, em còn một con, màu này là màu xanh đen nha anh chị, màu xanh đen. RAM 4, bộ nhớ là 64GB. Oppo A7 nè. Con này dòng pin của nó là 4.230mAh ha. Đó, màn sáng không ám ố phản quang nha. Giá bán là 1.3 triệu này, còn một con màu xanh đen thôi nha anh chị. Giá 1.3 triệu. Mã số 28 là 1.3 triệu. Rồi cuối cùng nha anh chị, cuối cùng là một con mã số 29 nha. Mã số 29 là dòng máy Realme Sơ 17 này, màu xanh xanh dương nha anh chị, màu xanh dương. Con này cũng tầm khoảng 95% hơn ha. Đó, màn hình nốt ruồi 6.5 inch. Cấu hình RAM 4 nha anh chị ơi, RAM 4, bộ nhớ là 64GB. Realme Sơ 17 ạ. RAM 4, bộ nhớ 64GB, pin thì 5000mAh ha. Có vân tay nè, vân tay ở bên sau nha anh chị. Hỗ trợ sạc nhanh, giá bán 1.8 triệu ạ. Realme Sơ 17 máy đẹp keng nha anh chị, giá là 1.8 triệu, đầy đủ phụ kiện. Rồi em giới thiệu một con nữa cho đủ mã số tròn 30 luôn nha. Đây, một mã cuối cùng nữa là mã 30. Dòng máy Samsung A21s này, màu trắng nha anh chị, màu trắng. Con này thì cấu hình RAM 6 nha, RAM 6, bộ nhớ là 64GB này. Màn hình LCD 6.5 inch. Đó. Galaxy A21s. Phiên bản Android 11 chấm nha anh chị, bản RAM 6, bộ nhớ 64GB. Con này em đỡ là giá bán là 1.9 triệu nha anh chị, màu trắng ha. Có vân tay đầy đủ, hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị, pin thì 5000mAh, cầm cái máy là rất là chắc chắn nặng nha anh chị. Giá chỉ có 1.9 triệu thôi, RAM 6, bộ nhớ 64GB. Cũng có đầy đủ phụ kiện ha. Đây là mã số 30, là mã cuối cùng của video nha anh chị.
Rồi em sẽ kết thúc video đây ha. Thì anh chị cứ xem được con nào mà mình cảm thấy được hợp lý thì mình cứ gọi điện trực tiếp cho em ha, hoặc là nhắn tin qua số Zalo là 0879182796 nha anh chị. Thì anh chị cứ mua hàng ngày hôm nay đi thì em sẽ tặng lọc đầu năm cho anh chị ha, một đống phong bì lì xì nha anh chị. Đó, lọc đầu năm may mắn cho anh chị thôi. Rồi em xin chào tất cả anh chị cô chú, hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Bye bye.